Bác Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, trong tâm tình tạ ơn trời, cảm ơn đời nhân mùa lễ Thanksgiving, Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng đã tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ với chủ đề Tri ân anh, người thương binh Việt Nam Cộng Hòa vào tối ngày thứ Sáu 24 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Garden Grove, miền Nam California. Với sự hiện diện đông đảo các vị dân cử, các đại diện hội đoàn, đoàn thể đồng hương và giới truyền thông báo chí. Để tìm hiểu thêm về buổi gây quỹ, chúng tôi đã được ông Đoàn Ngọc Đa, Hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng và các thành viên trong ban tổ chức cho biết. Hàng năm vào dịp lễ tạ ơn, chúng tôi có tổ chức buổi dạ tiệc để gây quỹ. Trước nhất để cảm ơn đất nước Hoa Kỳ, sau đó cảm ơn anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước. Thưa luật sư Trần Đình Định, là một người hoạt động ở trong cộng đồng, ông nghĩ gì về những cái công việc của chúng ta khi nói lên cái tinh thần mà đền đáp và tạ ơn những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa? Thì riêng về cái tiệc mà gây quỹ cho thương phế binh thì Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng đã làm cũng mười mấy năm rồi phải không anh Đa? Dạ vâng, dạ, 17 năm, vâng dạ đó. Thì đó là một cái cố gắng và một cái công việc mà Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng đã liên tục kiên trì thực hiện hàng năm. Và chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng là chúng tôi vẫn còn tiếp tục được như vậy. Vâng, dạ. Anh nghĩ là một người trông coi về tài chính của Hội Quảng Nam Đà Nẵng mỗi lần gây quỹ, thì anh có thể cho biết những cái kết quả những năm vừa qua đã gây quỹ như thế nào thưa anh? Thì mỗi một năm thì chúng tôi có khoảng chừng cả 500 anh em thương phế binh. Thì thường thường chúng tôi gây quỹ cỡ chừng độ 25 đến 30 ngàn một năm. Thì năm nào nó cũng tương đối như vậy. Năm nay chúng tôi hơi hy vọng cố gắng nó nhiều hơn tí nữa để mà anh em, bởi vì vật giá nó hơi leo thang đó. Thì không biết, thì hy vọng nếu mà được sự ủng hộ của đồng hương và chúng tôi có nhiều tiền thì chúng tôi sẽ gửi về nhiều cho các anh em. Sau đó chương trình được bắt đầu với nghi thức chào cờ khai mạc do các MC Hoàng Tấn Kỳ và Huỳnh Tấn phụ trách. Và sau phần MC Bích Ngọc giới thiệu thành phần quan khách tham dự là phần ngỏ lời chào mừng của ông Đoàn Ngọc Đa, Hội trưởng Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng. Ông Đa nói đến tinh thần của ngày lễ tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và ông đã nhìn về quê hương trước đại họa mất nước gần kề. Và theo gương của tiền nhân, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm trước thảm họa này. Chúng ta không thể nào quên dĩ vãng, bởi vì dĩ vãng của chúng ta là dĩ vãng oai hùng, dĩ vãng vinh danh của hai bà Trưng trên dòng sông Khác, dĩ vãng có 102 trên Bạch Điền Giang, dĩ vãng 20 năm nằm gai nếm mật của Lê Lợi, dĩ vãng bất chiến bất thắng của Vua Quang Trung, dĩ vãng đánh đuổi quân Tàu, bảo vệ biển đảo của huyện Văn Thà. Làm sao chúng ta quên được những dĩ vãng đó mà tập tình nó được? Chúng ta phải ôm những dĩ vãng đó vào tim, vào óc, vì những dĩ vãng đó là chìa khóa để bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Kính thưa quý khán thính giả, buổi dạ tiệc mừng lễ tạ ơn và gây quỹ tri ân anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa, sau các phần phát biểu của các vị dân cử là phần đọc danh sách những nhà hảo tâm, phần xổ số gây quỹ với giải độc đắc là một TV 55 inch do công ty Teletron bảo trợ và phần văn nghệ đặc sắc với nhiều tiết mục được quan khách tán thưởng, đặc biệt là hoạt cảnh cờ bay được nhiều chàng phóng tay khen ngợi của đồng hương tham dự. Và chương trình đã kết thúc vào buổi tối cùng ngày sau khi ban tổ chức công bố số tiền gây quỹ được gần 40.000 Mỹ Kim. Và để biết thêm chi tiết hay đóng góp tài trợ, quý vị có thể liên lạc với ông Đoàn Ngọc Đa qua số điện thoại 714-747-1567, 714-747-1567. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.